thành phố Hồ Chí Minh, còn hơn 50% sổ đỏ chưa được cấp từ ngày 1 tháng 7 2014 đến nay. Tiền chúng tôi gửi vào cho công ty đấy thì công ty sẽ gửi vào đâu và lộp cho ai? Thế nhưng tôi cũng rất không yên tâm để chúng tôi lộp cái số tiền đấy. Bất thường việc cho thuê kiosk tại nhà tái định cư ở Hà Nội. Khách hàng cần lưu ý điểm gì khi lựa chọn căn hộ thuộc phân khúc tầm trung? Những lưu ý sẽ được chúng tôi tư vấn cho quý vị trong chuyên mục Alo Bất Động Sản. Cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm và theo dõi Bất Động Sản 24 giờ sáng nay. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 2014 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có đến hơn 50% giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất chưa được cấp. Đây là thông tin Sở Tài nguyên Môi trường thành phố vừa công bố. Cụ thể thì trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 2014 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hơn 130 dự án với số lượng 35.400 giấy chứng nhận cần cấp. Tuy nhiên hiện tại chỉ có 15.000 giấy hợp lệ đã giải quyết, số còn lại chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục. Các nguyên nhân chính được chỉ ra là vướng các thủ tục pháp lý, chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa đầy đủ, thế chấp dự án tại ngân hàng, xây dựng công trình sai quy hoạch hoặc là xây sai thiết kế, chưa được duyệt. Trước diễn biến giá cát xây dựng tăng gấp 3 lần như trong khoảng thời gian vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ đạo các sở ngành, quận huyện kiểm tra chất lượng cát xây dựng trên địa bàn. Theo đó, thì Sở Xây dựng có vai trò chủ trì kiểm tra các bản niêm yết giá của các doanh nghiệp, yếu tố hình thành giá đối với các đơn vị có giá cát có biến động bất thường. Bên cạnh đó, nhằm hạn chế có tác động xấu về môi trường do khai thác cát tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt, Sở Xây dựng có trách nhiệm phổ biến thông tin các nghiên cứu, giải pháp ứng dụng vật liệu khác thay thế cát tự nhiên trong xây dựng công trình đã được nghiệm thu đạt yêu cầu. Báo cáo về thị trường bất động sản quý 2 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh từ các tổ chức nghiên cứu cho thấy sự sôi động trong các phân khúc từ biệt thự, nhà phố cho đến khu công nghiệp. Thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn ngày sau đây. Theo tổ chức nghiên cứu bất động sản Jones Lang LaSalle, lượng bán phân khúc biệt thự nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 đã tăng mạnh gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể đạt hơn 1.500 căn. Trong đó đáng chú ý, hơn phân nửa giao dịch ở phân khúc này là các căn có giá từ 3 đến 8 tỷ đồng một căn. Giá thuê đất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trong quý 2, vượt mốc giá $140 mỗi mét vuông cho một chu kỳ thuê, cao hơn ít nhất 40% so với các tỉnh thành giáp ranh thành phố. Tổ chức nghiên cứu Jones Lang LaSalle công bố số liệu này kèm dự báo tỷ lệ lấp đầy và giá thuê của thị trường khu công nghiệp vùng Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, chủ yếu nhờ vào nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều chủ kiosk đang kinh doanh tại tầng 1 thuộc nhà tái định cư do xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị cho thuê đang hết sức lo lắng, như là ngồi trên đống lửa. Bởi lẽ là họ vừa nhận được thông báo yêu cầu thu hồi kiosk từ phía Sở Xây dựng. Khi đến tìm hiểu thì phóng viên của Bất Động Sản 24 giờ đã nhận thấy một điều bất thường là nhiều kiosk đang được cho thuê tạm chứ chưa được cấp có thẩm quyền Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận. Từ Thái Nguyên xuống Hà Nội làm ăn, gia đình ông Lĩnh đã thuê một kiosk nhà tái định cư tại khu đô thị Pháp Vân để mở hàng tạp hóa. Trước đây cứ vài tháng, ông lại ra ngân hàng để nộp tiền thuê nhà cho xí nghiệp quản lý. Nhưng chờ mãi, nhà ông và các hộ kinh doanh khác vẫn chưa hề nhận được hợp đồng cho thuê nhà. Không có hợp đồng, ông không biết mình sẽ được thuê bao lâu để đầu tư làm ăn lâu dài. Cái công ty thì coi cứ hứa hẹn là nộp tiền thì coi như là rồi công ty sẽ làm hợp đồng cho, nhưng mà coi như năm 2013 là chúng tôi nộp từ đầu năm cuối năm là nộp số tiền rất nhiều lần. Thế mà nộp ấy nhưng mà chờ cũng chả có hợp đồng. Không có hợp đồng, các chủ kiosk 2 năm nay cũng chỉ hoãn việc nộp tiền thuê. Theo họ, có nộp tiền nhưng không có hóa đơn đỏ gây khó cho việc kinh doanh. Không biết là cái tiền chúng tôi gửi vào cho công ty đấy thì công ty sẽ gửi vào đâu và lộp cho ai? Thế chúng tôi cũng rất không yên tâm để chúng tôi lộp cái số tiền đấy. Hiện nay có 21 địa điểm kinh doanh tại tầng 1 nhà tái định cư do xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị quản lý đang trong tình trạng tương tự.
Các địa điểm kinh doanh còn bị chia nhỏ thành hàng trăm các ki-ốt tại các khu tái định cư Bắc Linh Đàm, Pháp Vân, Đồng Tàu, khu 5,03 ha Dịch Vọng. Đơn vị quản lý nhiều lần triệu tập các cá nhân doanh nghiệp thuê ki-ốt đến động viên để nộp hết số tiền còn nợ. Sau đó sẽ xin các cơ quan chức năng làm hợp đồng thuê. Các anh chị khẳng định cho tôi là có thể các anh chị nộp tiền. Cũng như vừa nãy anh bảo là có hợp đồng thì tôi nộp tiền ngay. Trao tiền ngay để ký hợp đồng ngay, ok. Chúng tôi còn có ý kiến đề xuất chứ. Trong khi xí nghiệp tiếp tục hứa hẹn về việc xin làm hợp đồng cho người thuê, các chủ ký ốt mới đây đã nhận được thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội về việc thu hồi các diện tích cho thuê này. Nguyên nhân là do các ký ốt đã bị cho thuê trái phép. Trước thông tin này, các chủ ký ốt vẫn giữ nguyên quan điểm không nộp tiền, bởi theo họ, việc cho thuê trái phép hoặc không có hợp đồng thuê đều là lỗi của đơn vị quản lý. Câu hỏi đặt ra là tại sao sự việc đã diễn ra nhiều năm nhưng mà vẫn chưa bị xử lý và số tiền cho thuê trái phép đi về đâu? Chúng tôi đã đến công ty quản lý việc cho thuê các địa điểm kinh doanh này để tìm câu trả lời. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội thừa nhận việc cho thuê các ki ốt là do xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị, một đơn vị con của công ty tự ý bố trí cho các doanh nghiệp vào thuê, chưa được sự chấp thuận của thành phố. Tuy đổ lỗi cho xí nghiệp cho thuê trái phép, nhưng đơn vị này lại cho biết tiền thuê được chuyển vào tài khoản của công ty chứ không phải của xí nghiệp. Là người ta tự chuyển, chứ không phải là coi như là công ty coi như là đứng ra để thu cái tiền đó. Vậy thì cái số tiền thuê được dùng vào mục đích gì? Sử dụng vào cái mục đích gì thì chị cũng phải hỏi cái phòng kinh tế tài chính. Nhưng về nguyên tắc thì cái tiền này là coi như là nộp vào trong công ty và thuộc tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước. Công ty không cho thuê nhưng tiền lại tự chảy vào tài khoản. Tuy nhiên, phía xí nghiệp vẫn tiếp tục thuyết phục những hộ còn nợ tiền thuê nộp hết tiền, sau đó sẽ xin làm hợp đồng cho họ. Bất ngờ là đại diện công ty quản lý xí nghiệp lại cho biết đó là điều không thể thực hiện được. Đến giờ phút này tôi khẳng định là thành phố chỉ đạo không ký hợp đồng thu hồi diện tích. Còn ai hứa cái chuyện mà lo được hợp đồng ấy thì tôi nói là không có cơ sở. Xí nghiệp nói có, công ty quản lý xí nghiệp thì nói không. Còn những chủ hộ kinh doanh hoang mang không biết phải tin ai. Họ cho biết sẽ không nộp tiền thuê còn nợ nếu không có câu trả lời rõ ràng từ phía các cơ quan chức năng. Hiện giám đốc xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị đã bị đình chỉ công tác. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc để làm rõ các sai phạm liên quan. Chủ quản của xí nghiệp này là công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết là việc thu hồi mặt bằng theo quyết định của thành phố là rất khó khăn. Hiện nay trong khi thanh khoản các phân khúc bất động sản cao cấp có phần chững lại, thì phân khúc bất động sản tầm trung có giá trên dưới 1 tỷ rưỡi đồng mỗi căn hộ hướng đến đối tượng mua là những người có nhu cầu ở thực vẫn sôi động, đặc biệt là những căn hộ loại này rất hút những khách hàng trẻ tuổi hay là các hộ gia đình nhỏ. Tuy nhiên, khi mà lựa chọn căn hộ thuộc phân khúc này thì khách hàng cần lưu ý những điểm gì? Một số lưu ý sau đây sẽ giúp ích cho quý vị. Điều đầu tiên bạn cần quan tâm đó là vấn đề giao thông và hạ tầng. Có thể xa trung tâm nhưng nếu giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng đảm bảo thì cũng là yếu tố tốt để quyết định có nên mua nhà hay không. Điều thứ hai đó là tiện ích. Đây cũng là yếu tố mà các chủ đầu tư quan tâm bởi nó tạo được sự thanh khoản cho dự án. Khách hàng người ta mua một dự án, người ta không chỉ mua một căn nhà đâu, người ta còn mua cái tiện ích ở trong cái căn nhà đấy. Ví dụ như là đường dạo bộ, bể bơi hay là cảnh quan sân vườn thì các chủ đầu tư hiện tại là cạnh tranh bằng về tiện ích, về dịch vụ, về quản lý. Điều thứ ba đó là vấn đề tài chính. Đại diện một ngân hàng cho biết, cứ 10 người vay vốn thì có tới 6 người vay để mua căn hộ ở phân khúc tầm trung. Phần lớn người mua ở phân khúc này có nhu cầu ở thực, nên ngân hàng cũng tạo điều kiện thuận lợi trong việc cho vay. Tính thanh khoản của cái căn hộ tầm trung nó sẽ cao hơn. Ngoài ra thì cái việc dễ tiếp cận ngân hàng, thế nên là khiến cho cái khách hàng khi mà tiếp cận dự án sẽ có nhiều option để lựa chọn. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên đối với các gia đình có nhu cầu mua nhà tầm trung, cần xác định rõ ràng khả năng tài chính nếu vay mua nhà. Hiện tại một số ngân hàng hỗ trợ người mua nhà đến 70% giá trị căn hộ, nhưng khách hàng tốt nhất là không nên vay quá 50%, vì nếu vay càng nhiều, lãi suất trả càng lớn và trở thành một gánh nặng.